Vào dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc làm thường gia tăng. Lợi dụng điều này thì nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh thương hiệu lớn, uy tín để tuyển dụng lao động, làm cộng tác viên hoặc làm thời vụ, sau đó lừa tiền của người ứng tuyển. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi, khiến cho rất nhiều người đã bị sập bẫy. Một tài khoản cá nhân không có tích xanh đăng tin một ngân hàng lớn tuyển dụng nhân viên văn phòng. Chỉ cần có nhu cầu, ngay lập tức, ứng viên sẽ được gửi một biểu mẫu để điền các thông tin cá nhân để phỏng vấn. Chị Hồng Thư và một số bạn bè của mình đã từng tin tưởng làm theo những điều này. Khi mà mình điền hết những cái thông tin vào biểu mẫu á chị, xong họ sẽ gửi mail cho mình nha. Mình cũng rất là thấy có lòng tin, tại vì thấy cảm thấy họ làm việc có uy tín, có chữ ký rồi phần phía công ty, logo đàng hoàng đầy đủ. Sau đó, ứng viên sẽ được thêm vào một group chung rất đông thành viên. Tại đây sẽ liên tục nhận được những tin nhắn của nhiều người khoe số tiền nhận được sau khi làm nhiệm vụ online một cách rất dễ dàng. Mình thấy được trả tiền vài lần rồi là họ nói là nếu có muốn làm chính thức không? Có muốn làm chính thức nhưng mà không cần phải đi phỏng vấn trực tiếp mà cũng không phải đi làm nhiều ấy, thì phải trả vào cái đó cho họ một cái khoản phí khoảng là từ dao động từ khoảng là tầm 2 triệu. Nhiều người sẽ không dám trả bỏ tiền lớn, nó cũng không lừa một cái số tiền lớn để mình không nghi ngờ ấy, từ đầu nó dần dần xa vào. Và ngay khi ứng viên chuyển khoản số tiền gọi là phí không cần phỏng vấn tuyển dụng thì sẽ bị kích ra khỏi nhóm chung và không có cách nào liên lạc lại được. Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp lớn hoặc công ty du lịch uy tín ở Nha Trang đã bị mạo danh để tuyển dụng lao động cuối năm. Thủ đoạn mạo danh ngày càng tinh vi khi đối tượng lừa đảo tạo lập các tài khoản mạng xã hội, trang web giống đến hơn 90% của các công ty uy tín, sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh, logo nhằm đánh lừa. Cái mẫu số chung là họ dùng tài khoản cá nhân để đi lừa tiền. Những cái tài khoản thanh toán của Viettravel là về đích danh của công ty Viettravel thôi. Đó, mình đừng nên chuyển khoản cho bất kỳ một cá nhân nào hết, thì cái đó chắc chắn là không an toàn. Theo khuyến cáo, người dân cần hết sức cẩn trọng vì không có việc thu phí ứng tuyển, nên kiểm tra lại thông tin về doanh nghiệp trên các kênh chính thống và nếu có nhu cầu làm việc chính thức, nên đến phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp tuyển dụng.